Chúng cùng ngồi xuống. Như Đà Phật chào quý học viên hiện diện và cũng như đang online theo học lớp cao đẳng Phật học Bồ Đề Phổ Quốc. Hôm nay đặc biệt quá ha. Dạ, yeah, cảm ơn đại chúng. Bệnh viện cũng khỏe. Đại chúng cũng khỏe hả? Hôm nay sao mình không đi xin kẹo mà mình ngồi đây hả? Kẹo rồi bánh rồi đủ thứ lắm. Không có ai đeo mặt nạ hả? Cũng vui ha, ở Mỹ nhiều cái lễ hội cũng vui. Sắp đến là Thanksgiving nữa. Dạ. Chứ mà hôm nay chắc có lẽ đi xin kẹo sao mà thấy vắng vắng mấy cái ghế vậy? Ăn xin kẹo thì xin mình ở đây mình xin kẹo của Đức Phật cho còn quý hơn phải không? Cái này là con nít đã thích kẹo, còn bây giờ mình người lớn mình thích hột xoàn chứ đâu thích kẹo đâu. Đây là còn quý hơn hột xoàn nữa. Đây là cái pháp bảo vô giá phải không? Chúng ta nghe ba tiếng chuông cho tập trung nha. Dạ. Như Đà Phật, đại chúng trở về trong chánh niệm. Vừa rồi chúng ta học phẩm tín giải cho đến trang 157. Hôm nay chúng ta học tiếp phẩm tín giải thứ tư, trang 157. Chúng ta học cái đoạn thứ 3, ở trên tính xuống đoạn thứ 3. Hôm nay chúng ta đọc học tiếp đoạn thứ 4. Trước khi học tiếp đoạn thứ tư thì chúng ta cũng đọc trở lại đoạn thứ ba để nó có cái mạch văn nó logic, chúng ta dễ nắm bắt hơn. Để chúng lật kinh ra hết nha. Bấy giờ gã nghèo kia vào đến các tụ lạc, trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ từ suy nghĩ, lòng rất ăn năn. Ông tự nghĩ già nu và có nhiều của cải, vàng bạc châu báu, kho đụng tràn đầy. Không có con cái, một may mà chết mất, thời của cải tạm thất không người giao phó. Cho nên ông cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp đặng con ủy phó của cải, thản nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. Cái đoạn này là nói lên cái tâm sự của người cha, là ăn năn, vì có thể là
trong một cái lúc nào đó mà bị lơ là, bị sơ ý để mất đứa con của mình, đánh mất đứa con của mình trong một cái hoàn cảnh nào đó. Và ông lo lắng là đã già, lớn tuổi, giàu có mà không có con cái, không có người kế thừa. Cho nên là cái tâm trạng của cái người cha, ông trưởng giả là đang lo lắng, ăn năn mà lo lắng như vậy. Chúng ta đây mà có của cải như vậy mà không có người thừa kế là có lo không? Trong đây có ai mà có của cải, có người thừa kế là nói nha, khỏi lo. Thì cái đoạn này, cái người cha này là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật, chúng ta và Đức Phật thì có nhân duyên từ vô lượng kiếp, từ tiền kiếp, vô lượng kiếp về trước. Nhưng mà cái nhân duyên nào đó, ở Đức Phật thì lo tu tập, còn chúng ta thì lo đi chơi. Cho nên là Đức Phật đã thành Phật rồi, ở một nơi, trụ một nơi và đã lập lên cái sự nghiệp đồ sộ. Còn chúng ta cứ mãi rong chơi rồi đỏ đen bê gì đó, những cái thú vui mà của ngũ dục nó rất là thấp kém. Do đó mà chúng ta thì mãi là phàm phu, là những đức, là những cái người con mà còn lang thang. Và chúng ta xa cách Đức Phật như vậy thì đã hơn 50 năm. Hơn 50 năm là cái con số tượng trưng, chứ còn lâu hơn nữa. Có thể là từ khi mà Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đậu Tràng, lúc đó chúng ta cũng đã có mặt ở đó. Có đây là trên 2500 năm. Bây giờ chúng ta gặp lại giáo pháp của Đức Phật thì cũng là như gặp lại Đức Phật. Và Đức Phật đã xa cách chúng ta, chúng ta bỏ Đức Phật ra đi vì tham mê cái thú vui của ngũ dục mà trôi lăn. Thời gian đến nay là vô lượng kiếp, hơn là 50 năm chứ không phải là 50 năm. Và ông trực giả đối với người chưa từng nói cái việc như đó mà chỉ có suy nghĩ, lòng rất ăn năn. Cái điều này thì Đức Phật cũng vậy, khi mà chúng ta lìa xa Đức Phật rồi thì Ngài chỉ âm thầm thôi, Ngài đi tìm thôi. Chứ còn đối với cái bậc trưởng giả, bậc trí thức thì không phải cái việc gì cũng đi nói, nhất là cái việc gia đình của mình không có thể nói mà gặp người nào cũng nói. Và đây có một cái tầng nghĩa thứ hai chúng ta hiểu nữa, đó là cái lý, tức là cái người cha ở đây cũng chỉ cho cái Phật tánh trong mỗi chúng ta, cái tánh giác trong mỗi chúng ta. Và cái người con này cũng không ai hơn là cái vọng tâm của mình. Cái vọng tâm của mình nó lì cái tánh giác, nó hướng ngoại, nó theo sáu trần, nó theo ngũ dục mà nó xa cái tánh giác. Cho nên là từ cái vô thị đến nay thì cái tánh giác của mình thì nó vốn có sẵn như vậy, nhưng mà cái vọng tâm của mình thì nó mới phát sinh, cho nên là nó hướng ngoại và nó bị lạc mất, giống như là cái người con mà lạc mất, người cha mà lạc mất đứa con. Và cái việc này thì không có thể mà mình giải bày người khác được, chỉ mỗi người mình hiểu được. Vấn đề này mình nhìn lại chính mình thì nó cũng rất là đơn giản. Bây giờ như đại chúng quý học viên ngồi đây, nhưng mà có người thì cái tâm của mình là nó phóng đi, nó không trong cái chánh niệm. Mình ngồi tại đây, cái thân mình trong cái lớp này hiện tại mình đang học, nhưng mà có người thì ngồi đây nhưng mà cái tâm mình còn để ở phố vô xa, hay là mình để ở đâu có cồ qua mạc mà mình chưa có đem, mình chưa có về đây được, thì cái đó là cái phóng tâm của mình. Phóng tâm thì mỗi người tự biết thôi, chứ không thể là như cô Trí Hòa ngồi nói với cô Tường Liên hồi nãy, tôi ngồi đây mà cái tâm tôi đi chợ rồi không có thể nói được, phải không? Hay là dạ, hay là cô Hiền Quảng cũng vậy, không có thể nói với cô Phật tử bên cạnh, nói cái tâm tôi nó còn ở nhà. Thì nhiều khi là mình biết là mình ngồi đây mà cái tâm mình không có mặt ở đây, thì mình biết thôi, mình biết nó đã, cái tâm mình, cái vọng tâm mình nó phóng tâm đi rồi. Thì mỗi người tự biết, giống như là cái ông trưởng giả này, cái người con nó lưu lạc, nó mất, nó không liên lạc, nó đi xa một cái nơi nào thất lạc đứa con, thì cái ông trưởng giả tự biết thôi. Đó là
cái vọng tâm của mình nó phóng tâm tới đâu thì mỗi người tự biết. Mình không có thể mà mình đi giải bày cho người khác. Nhưng mà chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn. Cái người mà phóng tâm á, thường hay cẩu thả hay sơ suất. Nhiều khi mình nấu một cái nồi khoai rất là ngon, công tình rửa cho sạch sẽ rồi bắt lên bếp, nhưng mà cái tâm của mình nó đi chợ hay là đi dạo phố đâu, nó phóng tâm đi, không có mặt. Cái tâm mình trong hiện tại gọi là thất niệm, tu bên thiền gọi là chánh niệm, tức là cái mặt, cái tâm mình luôn ở trong cái hiện tại, luôn là mình làm cái gì mình biết mình đang làm cái đó. Nhưng mà bây giờ mình bắt cái nồi khoai lên mà cái tâm mình không có đó, mình quên đổ nước, bật bếp ga lên, 5 phút sau nó cháy mất. Rồi là có hối hận không? Hối hận, ăn năn phải không? Tại sao mà mình quên như vậy, kỳ cục như vậy? Thì cái việc này thì một cái việc đơn giản như vậy là mình suy ra là cái đơn giản là mình thất niệm, mình không có chánh niệm, cho nên mình làm việc cẩu thả, mình để cái gì đó mình quên đó, mở nước để đó mà không có chánh niệm, mà chặt cái nó tràn, mình xuống mà thấy nó chảy đầy nhà hết, rồi mình mới công lau. Thì đó là cái không chánh niệm, là cái tâm mình nó phóng đi, như là cái đứa con mà nó rời xa cái người cha trưởng giả mà nó đi lưu lạc như vậy. Cho nên là chúng ta phải chánh niệm để không có cái sự ăn năn. Ông tự nghĩ già nua và có nhiều của cải, vàng bạc châu báu kho đụng tràn đầy, không có con cái một mai mà chết mất. Thời của cải tàn thất, không người gia phó, cho nên ông cần luôn nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ nếu ta gặp đàn con ủy phó của cải, thản nhiên khói lạc, không còn sầu lo. Cái này là ông trưởng giả là dụ cho Đức Phật, và cái người con là dụ cho các hàng đệ tử của Đức Phật. Cái việc này rất là cụ thể, rất là thực tế. Bởi vì khi mà Đức Phật ra đời rồi bao nhiêu năm giáo hóa độ sanh, cho đến cái giai đoạn mà thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài cũng đã gần cuối cuộc đời rồi, cũng đã bảy mấy, 80 rồi, gần 80 rồi. Mà bây giờ là không có người giao phó, cho nên một cái gia tài pháp bảo đồ sộ như vậy, một cái sự nghiệp chân lý mà Ngài tìm ra như vậy, mà bây giờ không có người giao phó, cho nên Ngài như cái ông trưởng giả này rất là lo lắng. Bây giờ một mai mà Ngài niết bàn rồi thì ai là cái người thừa kế cái sự nghiệp hoằng hóa độ sanh của Đức Phật? Các cái bậc đệ tử, các đệ tử là chỉ là cái bậc thanh văn, mà thanh văn thì chủ trương là tự tu tự độ, niết bàn là xong rồi, không có cái tư tưởng là độ sanh, hy sinh đi vào đời, đem cái giá pháp của Phật vào đời. Cho nên là ai cũng nghĩ là đẹp được thanh văn là mình giải thoát rồi, an nhàn trong cảnh niết bàn. Cho nên Đức Phật rất là lo lắng. Cái điều này là cái điều rất là thực tế. Mặc dù có, nhưng mà như Ngài Xá Lợi Phất cũng là thanh văn, rồi Ngài Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, tất cả đều là cái hàng thanh văn. Cho nên Đức Phật lo lắng là cái điều như vậy. Đó là cái tầng nghĩa thứ nhất mà chúng ta hiểu nó rất là thực tế. Và thứ hai nữa, đó là nhìn lại trong mỗi chúng ta. Trong mỗi chúng ta thì ai cũng có cái bản thể Phật tính. Thì bản thể Phật tính này nó thường hằng từ trước đến giờ, gọi là cái bản lai diện mục, thì nó thường hằng, nó không có gián đoạn. Nhưng mà cái thân ngũ uẩn của chúng ta thì nó giới hạn, nó chỉ có một cái giai đoạn nào đó thôi, 50 năm, 60 năm, 70 năm, hay là ai thọ lắm là 100 năm rồi cũng phải bỏ cái thân tứ đại này. Thì cái thân tứ đại này, khi mà bỏ cái thân tứ đại mà chưa có tìm được cái chân lý, chưa trở về cái Phật tánh của mình, thì mình có lo nghĩ không? Nhưng bây giờ đây là mấy học viên của mình mà lớn tuổi rồi, bây giờ tu tập cố gắng tu tinh tấn, nhưng mà một ngày nào mà mình sợ mà mình chưa có nhập được cái Phật tánh của mình, chưa ngộ được cái tánh giác của mình, mà mình bỏ cái thân này, cho nên mình luôn có cái sự lo lắng. Và mình mong rằng là nếu mà mình ngộ được cái tánh giác của mình chứng được cái sơ quả hay là nhị quả,
tam quả tứ quả Tu Đà Hoàn thì mình bỏ cái thân này mình cũng không có còn lo nghĩ gì nữa, đúng không? Ai cũng suy nghĩ, đúng không? Mà bây giờ mình chưa có biết là mình đạt được cái gì, rồi là tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, tức là đường trước mịt mờ chưa biết về đâu khi mà cái thân này bỏ đi. Cho nên là lo lắng cái điều đó, là về cái lý thì chúng ta tu mà chưa đạt được cái Phật tánh, chưa ngộ được cái quả vô sanh, còn bị luân hồi thì ai cũng lo hết. Bởi vì cái mạng của chúng ta nó chỉ giới hạn trong mấy mươi năm, mà không nhập được cái Phật tánh của mình thì vẫn trôi lăn. Cho nên ai cũng lo nghĩ và chỉ mong mà đạt được rồi thì giống như là cái người cha mà ủy phó cụ cải cho con thì thản nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. Đó rất là ăn khớp như vậy. Đoạn thứ ba: Thưa Thế Tôn, bấy giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn, lần hồi tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa, xa thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báu đợi chân. Các hàng bà la môn, sát đế lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh. Trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc, trân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm. Kẻ là dân tôi tớ, tay cầm phất trần trắng, đứng hầu hai bên. Màn báu che trên, những phan đẹp thòng xuống, nước thơm rưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật báu trưng bày phát ra, thâu vào lấy cho vân vân. Có các sự nghiêm sức giường ấy, oai đức rất tôn trọng. Đoạn này là diễn tả về cái sự giàu có và cái uy nghiêm của cái ông trưởng giả. Ông trưởng giả này cũng chính là Đức Phật. Đức Phật thì giàu có, đó là cái phước báo, đó là cái phước đức và cái trí tuệ. Cái trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc, trân châu giá trị nghìn vàng để trang nghiêm. Đây là chỉ cho cái tướng tốt của Đức Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật trang nghiêm. Và kẻ lại dân tôi tớ, tay cầm phất trần đứng hầu hai bên. Thì Đức Phật là không phải, không những là bậc thầy của người, mà cũng là bậc thầy của chư thiên. Cho nên là chư thiên luôn hướng về Đức Phật, luôn có sự cung kính, đảnh lễ, hầu cận Đức Phật như vậy. Đó là cái phước báo của Đức Phật. Màn báu che trên, những phan lòng thòng xuống, nước thơm rưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật trưng bày phát ra, thâu vào lấy cho vân vân. Có các sự nghiêm sức giường ấy, oai đức rất tôn trọng. Những cái món mà trang sức ở đây là chỉ cho những cái món như là thần thông, rồi lục ba la mật, những cái món là lực vô sở ý, thiền định, tam muội giải thoát, tất cả Đức Phật đều có đủ, thì dụ cho những cái món trang sức này. Gã cùng tự thấy cha có thế lực lớn, liền sanh lòng lo sợ, hối hận về việc đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn đặng tiền vật. Thì người cùng tử này thấy người cha có cái thế lực như vậy, giàu có uy nghiêm như vậy thì sinh ra cái tâm khớp, phải không? Đây là dụ cho chúng ta cũng vậy, từ vô lượng kiếp làm chúng sanh quá lâu, cho nên bây giờ mà gặp Đức Phật hay là gặp Tam Bảo, chúng ta cũng có một cái gì đó là chúng ta cũng khớp. Nhiều người là đi chùa là cũng muốn đến chùa, nhưng mà đến chùa rồi thì thấy Tam Bảo trang nghiêm, nhất là những cái người mà từng mà gây tội lỗi thì vô đến chùa là tự nhiên dội ra. Nhiều khi cứ nghĩ rằng là hộ pháp chặn cái cửa, nhưng mà thật ra là cái nghiệp của họ, khi mà thấy cái hào quang, cái oai đức của Tam Bảo thì họ bị dội ra. Thì đó là cái phước của họ nó mỏng. Thì đây là chúng ta cũng vậy, chúng ta là khi mà gặp được cha rồi mà không có nhận ra, gặp được Đức Phật, gặp được Tam Bảo rồi, nhưng mà mình là vẫn có nhiều người vẫn mê cái thú vui ở đời mà tránh xa Đức Phật, tránh xa Tam Bảo. Thì mặc dù là đến gặp
trước cửa chùa rồi nhưng mà là cũng quẩy lưng ra đi, không có vào. Thì nó có hai, thứ nhất là còn đam mê ngũ dục, thứ hai là cái phước nó kém, nó mỏng, cho nên dù có gặp Tam Bảo rồi cũng không có cái phước để mà về nương với Tam Bảo. Giống như cái người con mà thấy người cha có thế lực như vậy rồi thì hối hận và bỏ đi, và chỉ là muốn làm thuê làm mướn, tức là cái phước của chúng sanh nó mỏng, cho nên là chỉ thích những cái gì mà nó kém, nó thấp kém, nó cạn, nó thô xấu thì chỉ có thích như vậy. Còn mà những cái gì mà nó lớn thì họ không có cái phước để hưởng được. Thì đó là cũng dụ cho một số chúng sanh, trong đó cũng có chúng ta. Chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo, có chỗ cho ta ra sức để đặng đồ mặc vật ăn. Nếu ta đứng lâu ở đây hoặc rồi họ sẽ bất ngặt ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Chúng ta thấy là người cha thì đã mong chờ gặp được con, rồi con thì gặp được cha rồi thì không có nhận ra rồi thì bỏ đi thẳng. Giống như chúng ta một số mà những người đã gặp Tam Bảo rồi mà không có nhận ra Tam Bảo là cái nơi mà nương tựa vững vàng nhất, rồi là cũng quay lưng đi. Và cái tầng nghĩa thứ hai ẩn dụ nó đây chúng ta hiểu, đó là cũng chỉ do cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta là thường hay là lang thang đây kia, rồi lúc thì tham về tài, lúc là tham về sắc, lúc là tham về danh, về địa vị, đủ hết. Rồi là sáu trần, là sắc thanh hương vị xuất phát, là chúng ta luôn luôn hướng ra bên ngoài, và chúng ta lang thang kiếm những cái kiếm sống bằng cái sáu giác quan và cái ngũ dục như vậy, rất là thấp hèn, thấp kém như vậy. Rồi cũng có lúc thỉnh thoảng là chúng ta cũng ngồi lại, chúng ta cũng trở về chính mình. Cũng có lúc, nhất là Phật tử chúng ta, lúc mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta bật dứt những cái tâm suy nghĩ lăng xăng hướng bên ngoài, chúng ta trở về chính mình. Cũng có lúc là chúng ta trở về chính mình, thì đó là cái cùng tử trở về nhà. Và cô Hiền Quảng quay cấp rung chuông cho thiền sư tỉnh. Có lúc là chúng ta cũng chánh niệm, chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta ngồi hít thở, thì những cái lúc đó chúng ta như cái gã cùng tử trở về nhà. Nhưng mà do chúng ta không có phân biệt ai là người cha, ai là đứa con cùng tử, cho nên chúng ta không có học, chúng ta không có phân biệt cái danh hiệu, cái danh từ. Thực ra thì những cái lúc mà cái tâm vọng chúng ta trở về trong cái hiện tại, an trú trong cái hiện tại, thì lúc đó là cái người con trở về. Và chúng ta cũng có lúc sống với cái chân tâm của mình, sống với cái bản thể thanh tịnh của mình. Có ai đã từng cảm nhận lúc đó không? Mặc dù nó rất là ngắn ngủi, mình ngồi chỉ có 5 phút, mình ngồi 10 phút thì mình cũng đã tán loạn hết 9 phút rồi, nhưng mà cũng có 1 phút mình tĩnh lặng. Cũng có, ở đây là chắc cũng có người trải nghiệm đó, phải không? Thì cái lúc đó do cái danh từ mình không có thuật ngữ, mình không có hiểu hết, mà không biết cái đó là cái gì. Thật ra là những cái lúc đó là cái cùng tử trở về người cha. Về mình hít thở, mình sống đang trong cái chánh niệm, thì ngay nơi đó là cái đứa con đã về gặp được người cha rồi. Nhưng mà mình đối với mà các bậc thiền sư, các cái bậc tu mà bậc thầy của mình, thì họ ngồi thiền suốt cả ngày, hay là nhiều khi có vị họ ngồi cả tháng, hay là các cái vị mà Tây Tạng thì họ ngồi trong động tới 3 năm, 3 tháng, 3 ngày luôn đó. Còn chúng ta thì ngồi nhiều khi là cao lắm chừng 10, 15 phút là coi như là suy nghĩ tùm lum rồi bắt đầu là mình xả ra. Có cái vị Lạt Ma mà họ vô trong cái động thất, họ tu 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Như là cái người hộ thất bên ngoài thì ở ngoài bảo vệ bên ngoài thôi, đóng cái cửa thất lại trong cái động. Trước mà chúng tôi có coi cái, nó có cái đĩa CD coi đó. Cái vị đó là họ vô trong đó rồi là họ ngồi cũng cái tư thế kiết già, và thời gian nó lâu như vậy thì
đến cái lúc mà đúng cái thời điểm là 3 năm 3 tháng 3 ngày đó, thì có một cái vị hộ họ cầm cái linh, họ lại họ để cái tay họ lắc nhẹ vậy này, thì cái vị đó họ mới bắt đầu là họ mới xả thiền, họ mới xuất thiền. Ở trong lúc quá trình thiền đó thì họ định tập trung cái tâm định và họ có thể họ xuất hồn họ đi. Khi mà định một cái mức rồi thì từ cái định thì nó phát ra cái tuệ, thì họ có thể họ xuất hồn họ đi. Nhưng mà thấy mà trên cái hình ảnh mà trong cái CD á, thì khi mà lắc cái linh như vậy thì cái vị thiền sư này bắt đầu đôi mắt là mấp máy thôi chứ không có mở được. Tại vì thời gian mà mình một tháng mà không cắt móng tay hay là không cầu tóc là mình biết rồi, nó dài cỡ nào phải không? Chỉ một tháng hay là 3 tháng, còn đây ngày thời gian như vậy là gấp 10 lên như vậy. Cho nên là thấy là tóc là bắt đầu là nó mọc xỏ xuống hết, phủ hết người luôn. Rồi cái lông mi á, lông mi thì nó cũng dài, bắt đầu là nó cũng xoắn lại với nhau. Rồi cái móng tay nó cũng dài, nó cuộn như này. Nó cuộn tức là gì? Giống như cái gì vậy? Nó giống như thì trong lúc đó đâu có ăn gì đâu mà vệ sinh. Thì ngồi đó là thiền diệt thực thôi. Tức là thiền diệt thực, tức là món ăn bằng cái thiền định. Họ thiền định họ nuôi được cái cơ thể, họ có cái năng lượng nuôi cơ thể. Mình đây ăn hàng ngày gọi là đòn diệt thực, gọi ăn sao nơi gọi là đòn thực. Đòn thực tức là mình ăn từng miếng hay là mình cắt từng đoạn, từng mẫu, từng miếng mình ăn, gọi là đòn thực. Rồi còn các cái vị tu thì họ ngồi thiền thì họ không cần ăn mà họ vẫn no, họ vẫn sống, gọi là thiền diệt thực. Rồi khi mà rung cái chuông như vậy thì ngài mới xuất thiền ra. Thì có một cái vị thì cũng phải là tu cũng hàng cao tăng, nó cạo tóc ra rồi mới xếp cái lông mi rồi mới bấm hết lông tay, bắt đầu là ngày mới ra, là tức là đạt cái chân tâm bất động, là dù có đi vào chợ đi vào nơi nào thì cũng không có còn động nữa. Thì đó là cái người cùng tử này trở về cái người cha vĩnh viễn rồi. Còn chúng ta thì hàng ngày chúng ta thiền nửa tiếng, 20 phút, 15 phút thì chúng ta cũng có những cái giây phút là cái gã cùng tử trở về, nhưng mà chúng ta không có hiểu và chúng ta không có nhận ra. Chứ có lúc chúng ta cũng về nhà của mình á, nhưng mà do cái danh từ, cái thuật ngữ chúng ta không có hiểu được. Thì nhưng mà về chúng ta, đối với chúng ta là về chừng 50 phút rồi là cũng đi chứ đâu có mà về luôn, phải không? Nhiều khi là ngồi đó nhưng mà cái tâm mình nó còn rong chứ đâu phải là ngồi thiền là thật thiền đâu. Nhiều khi mà mình ngồi thiền nhưng mà cái tâm mình nó lăn xăng thì trong nghi thức gọi là cái đó gọi là tán loạn đó. Thì giống như cái con ngựa mà nhốt ở trong chuồng á, thấy cái chuồng thì kiên cố đó, bao quanh đó, chứ mà con ngựa bên trong là nó đâu có yên, cứ nó rong trong đó. Thì cái tâm chúng ta cũng vậy, thì mình ngồi chừng yên được 5 phút, 10 phút là mình thấy quý rồi, nhiều nữa thì cái gã cùng tử là về ngon ngon ở yên trong nhà đó. Còn có khi là về thoáng một chút xíu, về thăm thấy rồi bắt đầu là ra đi tiếp, ra đi đánh cờ, đánh gì, đánh bài, đánh đáo gì, đánh chơi gì, thì đó là nó vui hơn ở trong nhà. Thì cũng có lúc là gã cùng tử về rồi đây nè, gã nghĩ như thế rồi chạy mau đi thẳng, tức là nghĩ là ở ngoài nó thú vui hơn nên là chạy đi. Đó là dụ cho cái phóng tâm của mình trở lại. Rồi đoạn thứ 4, khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp đặng, nay bọn nó tự đến rất vừa chỗ muốn của ta, ta giàu tuổi già vẫn còn tham tiếc, ông liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại. Thì ông trưởng giả này thì cũng là Đức Phật. Khi mà thấy người đệ tử của mình tu tập như vậy thì là đã có cái sự hy vọng là tương lai là kế thừa cái giáo pháp của ngài. Cho nên là đối với Đức Phật thì ngài cũng có cái sự là vội vã, nghĩa là sẽ trao cái
cái giáo pháp, cái chánh pháp nhãn tạng này cho hàng đệ tử. Nhưng mà hàng đệ tử thì mới có thanh văn thôi, giống như cùng tử đó, bởi vì cái tâm cái hạ liệt yếu hèn cho nên là cũng không có kham được. Rồi để đoạn kế tiếp chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Lúc ấy kệ sứ giả chạy mau qua bắc, gã cùng từ kinh ngạc lớn tiếng kêu oan: tôi không hề xúc phạm, nhân sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng đem về, dắt đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ, đây chắc định phải chết, lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Đây là chỉ cho cái tâm hạ liệt đối với hàng thực, trong cái thực tế, trong cái thời lúc đó thì đó là cái hàng thinh văn. Khi mà nghe mà Đức Phật truyền cho cái pháp mà hóa độ chúng sanh thì đối với hàng thinh văn thì cũng hơi chóng váng, phải không? Bởi vì tuổi đã già lụng rồi, ngồi nghe pháp mệt mỏi rồi, bây giờ là chứng được cái quả A-la-hán là thấy là đủ rồi, là tự mãn rồi. Còn bây giờ mà nói đi vào đời độ sanh thì cái việc đó là ngoài cái suy nghĩ, ngoài cái thấy như là ngoài cái khả năng. Cho nên là khi mà Đức Phật gặp Đức Phật mà truyền như vậy thì các cái ngài là từ trước giờ chưa có cái tâm sẵn sàng. Rồi tiếp đến là người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng: không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rưới trên mặt cho nó tịnh lại, đừng nói chi với nó. Vì sao cha biết con mình chí ý hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con, biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ giả nói với cùng tử: nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng từ vui mừng đặng điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Này là cũng là lặp lại chỉ cho cái tâm hạ liệt của chúng sanh cũng như cái tâm hạ liệt của chúng ta. Khi mà gặp Đức Phật rồi mà chúng ta cũng không có tin tưởng, mà chúng ta cứ nghĩ mình là phàm phu, là mãi là phàm phu thôi, còn Bồ Tát là Bồ Tát, Phật là Phật, chứ còn mình không có nghĩ là mình có cái khả năng để mà làm Bồ Tát hay là có cái bửu tàng tri kiến của Phật. Giống như hồi xưa mà chúng tôi nhớ mà khi mà xuất gia rồi đó, cái thời đó là Phật pháp nó rất là còn thưa thớt, vì cái thời đại đó là cái công nghệ mà thông tin nó chưa có phổ biến, cho nên biết Phật pháp thì rất là ít người mà hiểu được Phật pháp. Rồi cái việc tu thì cũng chỉ dành cho những cái người lớn tuổi, hay là nhiều khi người ta quan niệm là cái người chán đời mới tu, chứ còn cái người mà còn trẻ còn khỏe đang yêu đời, mà lúc đó thì chúng tôi mới có mười mấy tuổi mà xuất gia thì họ nhiều người cũng phản đối lắm. Nhưng mà có nhiều người thì họ nghe nói là tu là thành tiên thành Phật thì họ cũng ngưỡng mộ, nhưng mà họ cứ họ nghĩ: ôi chắc là sư cô sướng hả, sau này là sư cô ai mà làm sư cô là sướng đó, ai mà làm sư cô là được thành tiên thành Phật là sướng. Họ nghĩ là khi mà thành tiên thành Phật là một cái con người khác chứ không phải là mình. Họ nghĩ nó rất là nông cạn như vậy, cho nên họ không có nghĩ là mình tu thì mình chúng sanh cũng là mình, mà thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật cũng là mình. Thì đây thì cái hiểu của họ, cái người cùng tử này cũng hiểu là đơn giản, tức là họ vì chúng sanh thời gian thì cũng vô lượng kiếp quá lâu, cho nên họ không có tin vào cái khả năng, nên là cái ý chí nên nó hạ liệt như vậy. Và chỉ có vui trong cái sanh tử, rồi sinh trong sáu cõi, thì có khi thì được ở cõi trời, thì tức là làm ăn đó gọi là khám khá đó, tức là thu nhập hơi là cao là tốt, làm ăn thu nhập được, có được cái miếng cơm manh áo là được tốt. Rồi có khi thì
làm người thì trung bình, có khi thì làm trong cái hàng quỷ đói súc sanh, thì tức là lúc đó là tìm miếng ăn không có, tức là thất nghiệp, hay là làm việc mà không có được trả lương, thì những cái lợi ích, những cái miếng ăn, những cái manh áo thì nó rất là thấp hèn ở trong sáu cõi như vậy. Và cái nghĩa này cũng là chỉ cho cái tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta trước giờ là cái vọng tâm nó luôn là nó hướng ngoại, ít có khi mà hướng nội. Chúng ta sống là nó thấp niệm, tức là không có chánh niệm. Không chánh niệm thì chúng ta luôn hay bỏ cái hiện tại, hay giống như là cái người hay bỏ cái ngôi nhà mà đi lang thang như vậy. Ở đây cũng có nhiều người thì nhiều khi cũng có cái nhà của mình đó, nhưng mà cũng không thích ở trong cái nhà, về nhà thấy nó yên lặng quá, nó có một mình, nó buồn chán, rồi cũng thích rồi tụ tập bạn bè bên ngoài, rồi vui chơi như vậy. Vui chơi rồi là mệt nhừ, rồi trở về nhà là nằm chỉ cứ là không biết trời trăng gì hết thôi. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, nó hay, chúng ta hay xa rời cái thực tại, hay mất đi cái chánh niệm. Nên là vua Trần Thái Tông cũng là một vị vua thiền sư, vị vua đời đời Trần Thái Tông. Thì ông ta làm vua một thời gian, rồi ông ta giao ngôi cho vua Trần Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng, rồi được xuất gia. Rồi xin lỗi, ông không xuất gia, ông lên làm Thái Thượng Hoàng, nhưng mà ông cũng như là một cái vị vua Phật tử, một vị thiền sư. Rồi ông mới cũng là ngộ đạo, và ông cũng sáng tác ra một cái bài thơ rất là dài, nhưng mà hai cái câu mà nó chủ chốt trong đó, đó là chỉ cho cái tâm của mình là vĩnh vi lãng đạn phong trần khách, nhập viện gia hương vạn lý trình. Nghĩa là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày vắng xa quê muôn dặm đường. Thì đây là cái tầng nghĩa thứ nhất, là chúng ta giống cũng vậy, là lang thang làm khách phong trần mãi, chúng ta cũng vậy, cứ lang thang làm khách phong trần. Không những đời này mà nhiều đời kiếp chúng ta cũng là cái người khách phong trần. Trong đời này cũng vậy, gặp được tâm bảo, nhưng mà chúng ta cũng là dành cái thời gian cho đi bên ngoài lang thang, bên ngoài là nhiều hơn. Rồi ngày vắng xa quê muôn dặm trường, muôn dặm đường, tức là mỗi ngày đi như vậy là càng xa cái quê hương của mình, là muôn dặm đường như vậy. Có khi nào chúng ta có cái cảm nghĩ, cảm giác như vậy không? Chúng ta lang thang rồi nhiều khi là tụ tập rồi làm nhóm bà tám ông tám với nhau mà mình quên cái nhà của mình. Thì cái tâm của mình cũng vậy, mình phóng ra bên ngoài, cứ mỗi cái suy nghĩ, cái vọng tâm như vậy là mình càng đi xa cái chân tâm, cái bản giác của mình. Cho nên là nhập viện ly hương vạn lý trình, tức là mỗi ngày như vậy là càng đi xa cái bản thể của mình. Thì chỉ cho cái gã cùng tử này, tức là giống như là cái người lang thang đó, lang thang làm khách phong trần mãi đó. Bây giờ ông trưởng giả toan muốn dụ dẫn người con, mà bày chứa phương tiện, mặc sai hai người, hình sắc tiều tụy, không có oai đức. Hai người nên qua xóm kia, từ từ nói với gã cùng tử: nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội, gã cùng tử nếu chịu thời dắt về đây khiến làm. Nếu nó có hỏi muốn sai làm gì, thời nên nói với nó rằng thuê người hốt phân. Chúng ta hai người cũng cùng ngươi chung nhau làm. Khi đó hai người xứ liền tìm gã cùng tử, rồi thuật đủ việc như trên. Cái đoạn này là chúng ta thấy là nó rất là thực tế. Đó là cái Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh tức là các cái vị Bồ Tát mà đi vào đời, nhiều khi là như là phải giả cái dạng, phải như thế nào, phải giống như cái người đó mới độ được cái chúng sanh mà muốn độ đó. Như là Bồ Tát Quán Thế Âm mà muốn mà độ cho cái người nam, muốn cái người kia mà cần cái người thân nam độ thì Bồ Tát cũng hiện cái thân nam, muốn mà làm cái thân nữ độ thì Bồ Tát cũng hiện cái thân nữ. Rồi thậm chí là muốn hiện cái thân trời rồng thì Bồ Tát cũng hiện cái thân trời rồng. Cho nên là Bồ Tát chúng sanh đa tánh thì Bồ Tát cũng đa hạnh.
hàng ngày trong cuộc sống chúng ta chứ cũng có nhiều Bồ Tát mà chúng ta không có biết. Bởi vì trong cái cõi này gọi là phàm thánh đồng cư, tức là phàm và thánh cùng ở trong cái cõi này. Nhiều người hàng ngày sống gần gũi với mình, rồi nhắc nhở mình, rồi hướng dẫn cho mình những cái điều tốt, thì đó là Bồ Tát. Bồ Tát không phải là mà ngồi trên cái tòa sen, rồi trong cái những cái tượng mà chúng ta chiêm bái hàng ngày rồi có hào quang, cái đó là cái biểu tượng. Còn cái thực tế là hàng ngày là Bồ Tát là những cái người gần gũi mình, cái thiện tri thức giúp ích cho mình, hướng mình đi đến cái con đường tốt và làm lợi ích cho nhiều người, cho mọi người, thì đó là Bồ Tát. Cho nên là cái người trưởng giả này là sai hai cái người làm công đó, là phải cái người nào phải chọn cái người mà không có cái oai đức, không có cái ngoại hình tốt đẹp, tức là sợ phải xấu xí giống như cái người cùng tử này thì để mới gần gũi được. Chứ còn nếu mà sang trọng quá thì gặp cái người cùng tử này thì cái người cùng tử này cũng thấy khớp đi và thấy nó cũng xa lạ với mình. Cho nên cái người nào cũng ăn mặc rồi cũng rách rưới lắm lem rồi như mình thì dễ gần gũi được. Cho nên là Bồ Tát đi vào đời thì bằng mọi cái hình tướng, mọi cái hình thức để mà độ chúng sanh. Đó cũng gọi là trong cái tứ nhiếp pháp gọi là cái đồng sự nhiếp đó. Đồng sự nhiếp là hàng ngày là những cái người cùng làm việc chung với nhau, rồi có thể làm chung trong hãng, trong xưởng, hay là cùng Phật tử rủ nhau đi chùa thì gần gũi đó, là để mà độ cho nhau, độ cho cái người mà cần độ đó, gọi là đồng sự nhiếp. Thì đây là cái Bồ Tát hạnh, tức là không có câu nệ cái hình thức. Có nhiều nhiều vị tăng như bên Nhật Bản đó, là nhiều cái vị tăng mà họ còn đi vô cái chỗ ăn chơi, chỗ trà đình, tiểu điếm, những cái nơi đó họ vô đó, mà nếu như mà ở ngoài vô là mình nhìn vô là tưởng là cái vị đó là vô ăn chơi trong đó, là mình đánh giá là tức là tu hành không phải là tu thật rồi. Nhưng mà những cái vị đó là họ vô thì để cho những cái người mà đang mà lún sâu trong cái ăn chơi, cái xa đỏ đó, thì họ thấy cái vị này vô, nhưng mà mục đích là để mà cảm hóa, lôi họ về. Thì đầu tiên là vô cũng là đồng sự với họ một thời gian, nửa đường rồi thì bắt đầu mới hướng dẫn họ quay về. Thì cũng là đó, nó cũng là Bồ Tát đi vào trong những cái nơi mà ăn chơi để mà lầu xanh nữa, đi đến cái những cái nơi mà đèn mờ, cà phê đó, để mà thức tỉnh cho những cái người con gái mà trong đó nữa, thì đó cũng là Bồ Tát, cũng phải đi vào, nó cũng cải dạng rồi, cũng phải hòa nhập rồi mới cảm hóa được. Đấy là cái hạnh của Bồ Tát. Bấy giờ gã cùng tử từ trước hồi lấy giá cả liền đến hốt phân. Người cha thấy con thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách trịnh dơ bụi đất lắm thân, tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ, bảo những người làm rằng: các ngươi phải siêng làm việc, chớ nên lười nghỉ, dùng phương tiện đó đặng đến gần người con. Bây giờ thì gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả liền đến hốt phân. Thì cái hốt phân đây là cũng là cái công việc làm, cũng là thực tế ở ngoài thì đủ cái việc làm đó. Hốt phân cũng là cái việc làm cũng là trả lương, trả cũng là trả giờ hay là trả ngày trả tháng, cũng là nhận lương. Nhưng mà cái trong này cái từ hốt phân ở đây tức là chỉ cho dọn những cái tâm nhơ của trong cái tâm của mình, những cái phiền não, những cái trược cấu trong cái tâm của mình. Khi mình tu thì cái thân của mình thì mình tu mình sửa rất là dễ, nhưng mà cái tâm của mình thì đó là khó. Mình tu mục đích là mình rửa cái tâm của mình, mình gọt, mình rửa cái tâm của mình. Thì đó, chúng ta đây cũng là đều là những người hốt phân. Chúng ta không hốt cái phân của ai hết, mà chính là cái phân là cái tâm nhơ của mình. Hàng ngày thì mỗi ngày chúng ta đều tắm,
Đó là cái nhơ của cái thân. Còn cái tâm mình nó nhơ mà mình không có biết được. Cái tâm nó nhơ đó là cái tham lam, cái sân giận, cái ích kỷ, cái cống cao, ngã mạn, cái nghi kỵ, những cái phiền não đó là cái phân trong cái tâm của mình. Cho nên gã cùng tử này tức là chỉ cho chúng ta người tu tập và hốt phân, tức là chúng ta luôn diệt cái phiền não của mình, rửa, làm cho cái tâm của mình nó sạch, nó trong sạch. Cho nên gọi là ở đây gọi là hốt phân. Và liền người cùng tử trước lấy giá cả liền đến hốt phân. Cái giá cả này tức là khi mà hốt được bao nhiêu thì trả cái giá bao nhiêu. Thực tế đúng không? Dễ hiểu không? Thì đây cũng vậy, khi mà rửa được, diệt trừ được cái phần phiền não được bao nhiêu thì đạt được cái an lạc bao nhiêu, chứng được cái quả bao nhiêu. Như là cái phiền não thì rất là nhiều, nhưng mà liệt kê lại thì có 10 cái món phiền não. 10 món phiền não đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Trong ác kiến nó gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thì 10 cái món phiền não này gọi là 10 cái kiết sử. Kiết tức là trói buộc, còn sử là sai khiến. Tức là 10 cái món phiền não này nó trói buộc và nó sai khiến chúng ta, gọi là 10 kiết sử. Và 10 kiết sử này nó chia làm hai, nó tùy theo cái mức độ mà mạnh và yếu, nặng mà nhẹ, dễ trừ và khó trừ, nó chia làm hai. Tức là lợi sử và độn sử. Độn sử là những cái phiền não mà khó dứt trừ, cái gọi là cái căn bản phiền não đó, đó là tham, sân, si, mạn và nghi. Thì đó là năm cái thứ phiền não này gọi là độn sử. Còn năm cái món căn bản, năm cái món mà sau này đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thì cái thứ này nó dễ trừ hơn, gọi là cái lợi sử. Lợi sử thì nó trói buộc, nó nhẹ nhàng hơn và chúng ta dễ trừ hơn. Như là thân kiến, tức là khi mà giác ngộ được cái thân này là vô thường, cái thân này là bất tịnh, thì hiểu được như vậy rồi thì mình không còn chấp vào cái thân là thường, cái thân là kiên cố nữa. Rồi thân kiến, biên kiến, tức là mình không có chấp như ngoài đạo mà chấp thường hay chấp đoạn. Thân kiến, biên kiến, được kiến thủ, tức là cái bảo thủ của mình. Trước giờ mình cho mình cái tính mình như vậy, nó là như vậy, mình bảo thủ cái theo cái quan điểm của mình mà mình chấp chặt, gọi là kiến thủ. Giới cấm thủ, giới cấm thủ là những cái giới cấm mà mình tự đặt ra, giới cấm của ngoại đạo tự đặt ra và họ chấp vào cái giới đó. Cái giới đó nó không có đưa đến lợi ích mà nó đưa đến cái sự nguy hiểm, cái sự tai hại hơn, gọi là giới cấm thủ. Còn tà kiến tức là nhìn nó sai với sự thật. Như là cái tất cả các pháp vô thường mà bây giờ mình cho nó là thường, tất cả các pháp vô ngã mà mình cho nó là có ngã, thì nó ngược lại với cái sự thật, đó là cái tà kiến. Thì gồm tất cả những cái món phiền não, cái kiến sử này mà diệt trừ được tới đâu thì chứng được cái quả vị tới đó. Cho nên là trước lấy cái giá cả liền đến hốt phân, tức là hốt được bao nhiêu thì trả tiền bao nhiêu. Nên là mình diệt được cái phiền não bao nhiêu là mình chứng được cái quả vị khác nhau bao nhiêu. Thì cái ý nghĩa là như vậy. Rồi người cha thấy con thương xót quá lạ. Lại một ngày khác, ông trưởng giả bên cửa sổ nhìn thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách triện dơ, bụi đất lấm thân, tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ, bảo những người làm rằng các ngươi phải siêng làm việc, chớ nên lười nghỉ, dùng phương tiện đó đặng đến gần người con. Cái này là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật là chúng ta biết là Ngài là từ trên cung trời đâu xuất với cái hình tướng là trang nghiêm, 32 tướng tốt. Nhưng mà Ngài muốn mà độ chúng sanh ở cõi này thì Ngài phải sinh xuống cái cõi này, gọi là thị hiện đó. Ngài sinh ra trong một gia đình có lịch sử thật, là có cha có mẹ, rồi sinh ra cũng như là bao đứa trẻ khác,
rồi lớn lên, thậm chí là cũng lập gia đình như bao con người khác bình thường. Nhưng mà khác hơn là Ngài giác ngộ, Ngài từ bỏ, rồi Ngài xuất gia, Ngài thành đạo, để chúng sanh thấy rằng Ngài cũng là một con người, mà Ngài cũng tu cũng chứng như vậy, thì chúng ta cũng là người cũng có thể tu và chứng. Nhưng còn nếu mà Đức Phật mà từ trên cõi trời, như là những cái vị giáo chủ khác mà từ trên trời mà xuống, là mình thấy là nó rất là xa lạ. Mà mình nghĩ mà Phật từ trên trời rồi thành Phật đúng rồi, còn mình ở cõi này làm sao mà thành được. Cho nên mình cứ tự ti vào, cứ bằng lòng vào cái hiện tại của mình. Cho nên Đức Phật xuống cái cõi này gần gũi chúng sanh, thì Ngài cũng thể hiện giống như cái ông trưởng giả mà bây giờ là cũng mặc áo thô rách triển dơ, rồi cũng tay cầm đồ hút phong như vậy, cũng tu tập 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi cầm sư học đạo cũng giống như chúng ta, cũng là giả bộ là cầm cái đồ hút phong như vậy. Cho nên là chỉ do Đức Phật là chúng ta thấy Ngài rất là từ bi, phải không? Rồi lúc sau lại bảo con rằng: dạ nam tử, ngươi thường ở đây, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả giá cho ngươi những đồ cần dùng như loại bột, chậu gạo, muối giấm, người chớ tự nghi ngại, cũng có kẻ tớ già hèn hạ nếu cần ta cấp cho, nên phải an lòng, ta như cha của ngươi chớ có sầu lo. Thì bây giờ thì Đức Phật mới phương tiện dần dần và bảo chúng ta, bảo cái người nam tử thì thường ở đây đừng đi nơi khác, tức là các con hãy, các đệ tử hãy ở đây tu tập, và như vậy thì sẽ đạt, sẽ trả thêm giá cho. Và nếu mà cần những cái phương tiện mà căn bản thấp kém, như là bột muối giấm, rồi thậm chí là cái người hầu hạ, thì ông trưởng giả đó cũng sẽ cấp cho. Thì cái này là Đức Phật là cũng là khuyên chúng ta, khi người đệ tử là hãy ở lại một cái nơi trong cái giáo pháp của Đức Phật mà tu tập, như vậy thì sẽ đạt được những cái quả vị, cái an lạc, cái giải thoát, tức là cũng có cái lợi ích, gọi là cái thu nhập, nói cái nghĩa mà hiểu trong này, nghĩa đen gọi là thu nhập đó, thì đây tức là cái lợi ích, những cái quả vị an lạc. Và cũng đồng thời là nói ở đây đừng đi nơi khác, tức là nói chúng ta hãy luôn ở an trú trong cái chánh niệm, đừng có phóng tâm đi nơi khác. Thì khi an trú trong chánh niệm như vậy thì sẽ gặt hái được những cái lợi ích, cái an lạc. Người mà được an trú chánh niệm thì có an lạc nè, có được tăng trí nhớ nè, rồi nhiều cái lợi ích rất là nhiều. Đó là những, giống như là những cái lợi ích mà ông trưởng giả sẽ cung cấp cho. Tối nay chúng ta định là nó xong cái phẩm này mà không biết xong không. Mà còn có 5 phút thì chúng ta dừng ngay đây ha. Rồi chúng ta học tiếp. Nó cũng còn nhiều, không có hết được. Đại chúng có hiểu không? Có ai thắc mắc gì không? Dễ nhưng mà hành không dễ nha. Bây giờ là chúng đang hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về âm ma tăng tràng để tự và chúng sanh